Tiếp theo cái thời khóa của chúng ta thì cái giờ này là hoặc là pháp thoại hoặc là giải đáp câu hỏi. Thì cái phần giải đáp câu hỏi thì có rất nhiều câu hỏi nên sẽ dành cái thời gian để trả lời cho các vị, giúp cho các vị có được cái hiểu biết đúng đắn, giải tỏa được những cái khúc mắc, những cái kẹt của mình trong cái tu tập. Nhiều khi những cũng là những cái mà sư đã giảng đi giảng lại rồi, nhưng mà vì chúng ta nghe nhiều thông tin trong một khoảng thời gian ngắn đó, nó chưa tiếp thu được hết á, cho nên là chúng ta chưa tự giải được. Nếu mà các vị cứ về nhớ lại những cái lời mà sư giảng đó, thì rất nhiều câu hỏi tự các vị có thể giải tỏa được. Nhưng mà cũng nhân câu hỏi này thì một lần nữa cũng là cái cơ hội để sư nhắc lại, giải đáp, nói lại những cái ý mà sư đã từng nhắc nhé. Chứ nó thực ra nó không có gì mới mẻ trong những lời giải đáp này cả, nhưng mà sư sẽ nhấn mạnh lại những cái điểm mấu chốt ở trong cái phương pháp thực hành của chúng ta. Thì bắt đầu cái đó, nhưng trước khi bắt đầu đó thì sư có cái tin mừng muốn chia sẻ với mọi người luôn. Cái tin mừng thì bao giờ cũng tốt, rất đẹp. Tức là cái ban hội tăng của sư đó đã kịp hoàn thành cái cuốn sách nhỏ mỏng thôi, đơn giản là gọi là Yếu Pháp Tu Tập Tuệ Giải Thoát. Sư có biên soạn những cái bài pháp quan trọng nhất của Đức Phật, những bài kinh quan trọng nhất đấy, nhưng mà không phải là đưa nguyên bản của bài kinh đó vào và giúp cho cái phương pháp tu tập của chúng ta đấy. Thì sư để cho nhấn mạnh các cái ý của Đức Phật dạy đó, thì thường sư đánh số các cái ý đó, hay là sư xuống dòng để nhấn mạnh các cái đoạn ý đó, để Đức Phật dạy những có bao nhiêu ý trong một cái đoạn kinh như vậy, những cái ý gì Đức Phật muốn gửi gắm đến chúng ta, muốn truyền đạt thông điệp đến chúng ta. Thì cái sư muốn giúp cho mọi người có thể có một cái phương tiện công cụ để khi tu tập, thì đây nó chủ yếu mới dính chiếu đến cái việc là tu tập tuệ. Thì trong đó các vị cuối khóa này sẽ được nhận coi như phần quà của sư, để giúp cho các vị có thể có thêm cái phương tiện công cụ để các vị có căn cứ, cái vững chãi. Các vị nên nhớ lời Phật quan trọng lắm. Người thiên hạ nói, ngoài đời nói như thế nào thì đó là chuyện của người đời, đó là trí tuệ của người đời, đó là trí tuệ thế gian. Nhưng lời Phật nói là trí tuệ của Đức Phật, là trí tuệ chánh đẳng giác, nhất thiết chủng trí. Không có cái trí tuệ nào vượt qua được những lời nói của Đức Phật. Cho nên dù có thiên hạ nói hay đến mấy đi hay chăng nữa, nói kiểu gì đi chăng nữa, sư vẫn cứ bám vào lời Đức Phật. Còn những cái khác thì sư tham khảo biết vậy. Trong này thì có những cái rất, có cái bài rất cơ căn bản, ví dụ như Kinh Chuyển Pháp Luân. Các vị cũng nghe nhiều rồi, nhưng mà các vị có sẵn ở trong tay, các vị biết một là hai cái cực đoan đấy là gì. Sư đánh số 1, số 2 ra, các vị rõ ràng nhìn ra ngay. Rồi thì là Bát Thánh Đạo gồm có những chi phần nào, các vị nhìn và các vị đọc thuộc cho sư. Rồi thì là có những cái ba chuyển 12 hành tướng như nào, sư phân nó loại ra, sư đánh dấu vào đó, sư để cái tiêu đề nhỏ phía trên đó, để giúp cho các vị nhận ra tại sao Đức Phật lại chia sẻ những cái, có những câu như vậy, để như vậy cái ý nghĩa của cái câu này nó như thế nào, để giúp cho các quý vị. Rồi thì những cái điều khác rất là cân bản, trong này có cả Kinh Tứ Niệm Xứ, có cả rất đầy đủ. Nhưng mà không, cái bài Kinh Tứ Niệm Xứ là rất dài, và nó, nếu mà đọc thì trong một cái đấy thì sư cứ ngắt ra từng đoạn, từng ý một. Ví dụ như vào đầu tiên là sư nói nó có 7 cái yếu tố, 7 cái lợi ích của Tứ Niệm Xứ, các vị phải nhớ. Tại vì nhớ thì các vị mới thích thú mà thực hành được, mới thấy lợi ích, mới thực hành. Các vị mà không nhớ các lợi ích của nó, các vị cứ xong đến lúc có gặp khó khăn, các vị lại đến các cái vị thiền sư, các vị thầy đó, thầy ơi giúp chỉ cho con đường cách nào để con giải, con hóa giải, con xử lý, con đối trị á, có cả rồi đó. Nhưng mà vì sao chúng ta không có nhớ, không đem ra thực hành? Tức là có thuốc đấy nhưng mà không chịu uống bình thường. Nhưng khi có ốm thì bảo thầy ơi cho con thuốc cho rồi cất đi hả, không đem dùng thường xuyên thì nó mới có tác dụng được chứ. Thì đấy là cái những cái ví dụ như vậy. Thì ví dụ như là bảy cái lợi ích thì
Thì sư đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mà xuống dòng hẳn hoi, các vị nhìn và các vị tách tách bạch ra, các vị nhớ rõ ra, rồi các vị suy ngẫm chẳng hạn, ví dụ thế. Đây thì đấy, sư không có muốn, trong những cái bài kinh của Đức Phật, sư chỉ có nhấn mạnh những cái đó, đấy là một cách để giúp cho các vị dễ dàng nắm bắt được các cái ý của Đức Phật muốn truyền dạy chúng ta. Chứ sư không có thêm, không bớt gì, một chữ nào. Tại vì các cái lời của Đức Phật ấy, nó là thánh ngôn, chúng ta chỉ có căn cứ vào đấy rồi. Chưa hiểu thì cố gắng nhớ để sau này có lúc nào hiểu, chứ đừng đi tìm cái ở ngoài đời, đừng có tìm cái định nghĩa ở ngoài đời. Định nghĩa ngoài đời nó giúp chúng ta nó làm cho chúng ta cũng dễ hiểu, cũng thế nọ, cũng thế kia, cũng hay ho, cũng gật gù, nhưng mà sao so được với Phật ngôn, không thể nào được. Nên khi đã hỏi đến những cái khái niệm trong Phật giáo, chúng ta nên bám vào cái lời Đức Phật nhé. Trong này có trong cái bài kinh, riêng cái bài kinh Tứ Niệm Xứ thì nó có đầy đủ tất cả các thứ, kể cả là Bát Chánh Đạo cũng có ở trong Tứ Niệm Xứ, mà Tứ Niệm Xứ thì đương nhiên là có ở trong Bát Chánh Đạo rồi. Các vị có biết Tứ Niệm Xứ có ở trong Bát Chánh Đạo là có ở chỗ nào không? Trong chánh niệm. Đức Phật định nghĩa luôn chánh niệm là gì, là nó liên quan trực tiếp đến cái bài kinh Tứ Niệm Xứ. Mà trong Tứ Niệm Xứ thì có Bát Chánh Đạo, quý vị biết rồi, trong phần nào? Quán Pháp. Quán Pháp, đến lúc đấy là quán về Tứ Thánh Đế. Trong đó đầy đủ lắm. Trong Tứ Thánh Đế thì có Tứ Niệm Xứ, mà trong Tứ Niệm Xứ thì có Tứ Thánh Đế. Các vị đọc bài kinh này thì thấy cái lời kia, và thấy đọc bài kinh kia thấy cái lời này, cho nên trong này cái ví dụ như thế. Ví dụ như là về khổ thánh đế, Tứ Thánh Đế tức là các vị tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với bốn sự thật. Như thế nào tỳ khưu sống quán pháp trên các pháp đối với bốn sự thật? Thì các tỳ khưu như thật tuệ chi, như thể tuệ chi, đây là khổ, như thật tuệ chi, đây là khổ tập, như thật tuệ chi, đây là khổ diệt, như thật tuệ chi, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Như ở trong cái này thì nó liên quan đến pháp thực hành. Thực hành ở đây nó có cái chữ nào ở đây nó liên quan đến pháp thực hành? Cũng là Tứ Thánh Đế này, nhưng mà nó liên quan đến thực hành thì ở đây nó là sao? Có cái chữ gì đó các vị vừa nghe đó. Các vị phải tuệ chi nó. Mà sư đã giải thích cho các vị tuệ chi khác với thức chi với tưởng chi rồi, 2-3 lần rồi. Trong cái khóa thiền này thôi, sư đã cố tình nhấn mạnh 2-3 lần rồi. Là phải tuệ chi chứ không phải tưởng chi với thức chi cái chân lý này. Cho nên là cái mà thực hành Tứ Niệm Xứ giúp cho chúng ta có cái tuệ chi đó, tức là thực chứng đó, tự mình kinh nghiệm đó, chứ không phải là nghe giảng, không phải giảng. Thế thì ví dụ như thế thì cái khổ thánh đế là gì? Và này các tỳ khưu, thế nào là khổ thánh đế? Người đời thì trả lời khổ thì có nhiều cách khác nhau, nhiều cách nói lắm, tỷ cách. Đúng không? Nhưng mà chúng ta là người học Phật, chúng ta phải biết chắc chắn cái lời Đức Phật dạy là như thế nào nhé. Và so những lời giảng kia nó có khớp không chứ. Đúng không? Nếu mà khớp thì là nghe tiếp, còn không khớp thì làm sao? Tham khảo. Cũng là việc cách nhìn, cũng có thể nó gợi cho mình một cách gì đó để mình chứ chúng ta cũng đừng có chê bai, đừng có trách, đừng có cố chấp vào bất kỳ một cái điều gì nhé. Các vị hiểu không? Và này các tỳ khưu, thế nào là khổ thánh đế? Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu là khổ, bi là khổ, khổ là khổ, yêu, não là khổ. Hội gặp những điều không ưa thích là khổ, xa cách điều không ưa thích là khổ, cầu không được là khổ, tóm lại năm thủ uẩn là khổ. Thế là lời Đức Phật. Ai bảo lời Đức Phật không hay không đấy thì đây là chuyện của người ta. Bản sư thì cứ theo cái lời Đức Phật này, đây là khổ. Tại vì cái câu này nó sẽ liên quan đến cái pháp tu hành của chúng ta. Chứ còn để mà định nghĩa, để mà ấy thì có nhiều cách định nghĩa khác nhau, người đời có nhiều định nghĩa lắm. Chúng ta mà cứ đi theo các định nghĩa của trên đời thì chúng ta chả có, cứ đi miên man vại mãi hoài. Và chúng ta phải có niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật chứ, và trí tuệ của Ngài chứ, đúng không? Chúng ta không thể nào mà lại bảo là trí tuệ của thế gian lại cao hơn cả thế giới của Ngài được. Cho nên chúng ta, đây là một cái đại sự nhân duyên mà chỉ có Đức Phật nó mới hội tụ lại Đức Phật, các cái bậc chánh đẳng chánh giác với cái trí tuệ như vậy. Cho nên cái lời các ngài này chúng ta phải khắc sâu trong lòng. Có thể có những cái mình chưa hiểu, có cái mình chưa rõ, hoặc có thể hiểu sai, nhưng mà cố gắng nhớ trong đầu đã,
rồi để đến một lúc nào đó nhân duyên nó hội ngộ hội tụ rồi thì nó sẽ bừng tỉnh nhé. Ví dụ thế. Còn trong này có nó cũng giải thích rất kỹ thế nào là sanh, thế nào là già, thế nào là sầu, thế nào là bi, vân vân. Các vị khỏi phải bàn luận, phải khỏi phải suy nghĩ suy tưởng gì cả. Trước mắt thì cứ học thuộc cái đã về mặt lý thuyết đã. Rồi làm sao? Thực hành để xem có phải như vậy không nhé. Còn không có lý thuyết là các vị cứ miên man theo lý thuyết của người đời thì các vị đi mọt gồng, mọt kiếp, hết kiếp này sang kiếp khác nhé. Không có dẫn dắt được các vị đấy, cho nên một cái lời khuyên sư đối với các vị, các cụ cố gắng bám vào những lời Phật nhé. Nhiều khi bám chắc quá thì người ta chê mình, người ta bảo rằng là ông này là chỉ được cái kinh sách kinh điển các thứ thôi nhé. Nhưng mà hãy ít nhất như vậy đã, chứ còn bám vào những lời ngoài không biết nó dẫn ta đến đâu. Các vị ở bên Miến Điện đó, các vị nói không bao giờ ra ngoài kinh điển, không có vị đố với vị nào ngồi suy diễn nói lăng nhăng được cả. Không có ai nói những thứ đấy người ta không nghe. Cứ phải trích kinh điển. Còn anh làm được đến đâu, đều làm được như thế nào, anh hiểu đến đâu, chuyện của mỗi người. Nhưng khi nói lại với các đệ tử là phải nói lời Đức Phật, không có nói cái lời sư nghĩ thế nào, sư thấy thế kia, thấy thế nọ, không có chuyện đó. Đức Phật nói như này, các vị có hiểu không? Hiểu, không hiểu. Không hiểu, chờ nhân duyên hội tụ chúng ta làm ra sẽ hiểu. À, thì đó là cái một số cái lời liên quan đến, và các vị sẽ nhận được cái món quà này của sư sau cái khóa thiền này. Chúng ta tiếp tục cái phần câu hỏi. Con xin hỏi, khi con ngồi khoảng 30 phút, sau đó thì thân con nó đau đủ thứ, não, bụng, lưng và cả hai chân. Cái này thì chả có gì đặc biệt cả. Ai cũng vậy, sư cũng vậy, trước lúc trước cũng thế, và bây giờ cũng có lúc như vậy, cũng đau nhức thân nó vậy. Hả? Thế mới gọi là khổ chứ. Hả? Mình mà điều khiển được nó, ra lệnh cho nó được thì còn nói làm gì. Đấy là cái hiểu biết mà chúng ta cần phải thu nhận từ cái hành thiền của chúng ta. Nó là một sự thật đó. Hả? Và chúng ta đang xúc tiến với sự thật, đừng có tìm cách hóa giải nó bằng một cách nào. Hóa giải thì các vị có thể hóa giải bằng nhiều cách khác nhau. Các vị đứng lên, các vị bỏ thiền đi về nhà cho sư. Hả? Các vị đi về nhà, các vị lên giường nệm với các vị nằm. Hả? Ai bắt các vị ngồi đâu. Hả? Các vị có muốn hóa giải theo kiểu đấy không? Hả? Tại vì sao? Vì chỉ được một lúc ấy rồi, hết kiếp này sang kiếp khác nó lại quay lại mà. Hả? Mà chúng ta lại cứ nếu mà không được như thế là thấy khó khăn, thấy khổ sở, thấy cái phiền não tất cả nó chồng chất lên nhau. Thế cách hóa giải như vậy đó thì không có cách nào giúp các vị thấy được chân lý cả. Mà không thấy được chân lý thì không có trí tuệ, không có trí tuệ thấy chân lý thì các vị không thể thoát khổ được, không thể hóa giải được. Các vị chỉ có thể tạm thời đấy. Ăn uống ngủ nghỉ các thứ thì đấy là cái việc của thế gian thường xuyên như thế, mà chúng ta từ muôn kiếp đến nay chúng ta đều làm như vậy cả, chẳng cần ai phải dạy cả. Hả? Hay Đức Phật phải dạy các vị những điều đó? Hả? Không cần. Các vị tự động đói, các vị kiếm cái ăn, mệt các vị lăn ra nằm nghỉ, cứ vậy thôi, hoài hết kiếp này sang kiếp khác rồi. Hả? Đói ăn mệt ngủ chớ hỏi thiền. Những người đó thì dạy những câu đó thì các cái Phật tử không biết được nào một lần. Mà chúng ta tự tưởng tượng Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật cũng lại đi dạy các vị cái điều đó ấy. Thì chúng ta có nên học Phật theo Phật không? Hả? Hả? Đúng không? Trở lên cái việc của thế gian thì được thì cứ việc nhé. Mà chúng ta bây giờ vẫn là người của thế gian, vẫn phải sử dụng các phương tiện đó. Tại vì nó quá khốc liệt, có cái ảnh hưởng, chúng ta vẫn phải ăn, vẫn phải nằm, vẫn phải nghỉ. Nhưng mà chúng ta phải ý thức được cái phương tiện, cái công cụ đó nó có tác dụng đến mức nào. Chúng ta không từ chối hoàn toàn tất cả mọi thứ, đúng không? Không đi vào con đường cực khổ, khổ hạnh, đúng không? Hành hạ thân xác làm gì cả, đấy là một cực đoan Đức Phật dạy rồi. Nhưng mà chúng ta dứt khoát không làm sao? Thay đắm say theo đuổi các cái dục lạc đó, các cái dễ dàng thoải mái đó, dễ chịu đó, tạm thời đó, dứt khoát là không. Tại vì không khi nào chúng ta thấy được chân lý, và không thấy được chân lý không khi nào giải thoát, có vậy thôi nhé. À, chúng ta ấy. Thì đây là nhân việc dân cái câu đấy thì sư có giải thích thêm như vậy. À, bụng lưng cả hai chân, nhưng con cố gắng chịu đấu với cơn đau ấy, chứ không khuyên các vị đấu nhá. Không dạy các vị đấu nhá. Sư dạy các vị là cố gắng dáng
dáng quan sát nó thêm một chút, dáng quan sát nó một chút, chứ không phải chiến đấu đâu nhá, mệt lắm, mệt, chiến đấu mệt lắm. Người nào đặt câu hỏi này nhớ lưu ý cho sư cái từ đó nhé, ta không dùng cái từ đó, dùng sai từ cái nó chỉ đạo mình hành động sai ngay nhé, không có chiến đấu gì với ai hết á. Ở đây là chúng ta quan sát nó, xem cái bản chất thật sự của cái đau là gì. Chúng ta không niệm để nó hết đau, chúng ta không ngồi đấy mà bản thân cái sự hiểu biết, cái sự thấy rõ bản chất của nó thì giúp chúng ta vượt qua cái đau nhé. Tại vì nó không, lúc đấy nó thật sự nó không đồng hóa với nữa, nó bớt cái chấp thủ vào cái tôi đau đi nữa, và nó thấy cái đau, nhưng mà cái đau đó nó bắt đầu nó được tách ra, như là được tách ra. Những người nào có thiền một thời gian sẽ có cái cảm nhận đó. Đau có đó, dứt khoát, mãnh liệt, dữ dội luôn luôn đó. Bản thân sư cũng vậy, ngay bây giờ cũng vậy. Có những cái lúc đau bệnh tật nó đến, cái nghiệp nó bệnh do nghiệp đó. Đau dữ dội, nhưng mà cái phương thuốc duy nhất mà lúc đó mà sư sử dụng đó là minh sát, tức là cứ quan sát nó thôi. Và chúng ta, nó sẽ giúp được chúng ta là vượt qua những cái đó. Chúng ta không còn, cũng đau nhưng mà không lo lắng, không sợ hãi, không hoảng hốt, không kiếm cái nọ kiếm cái kia, cứ rồi thì là mong muốn điều này điều nọ mà điều kiện mình không có. Mà thậm chí ngay bây giờ đối với sư cũng vậy, có những khi cứ có điều kiện sư cũng chả có, cũng không quan tâm nữa. Chữa được thì chữa, tiện thì chữa, mà chúng ta cũng không từ chối cái chữa đó. Có bệnh thì chữa thế thôi, nhưng mà không có vì cái đó mà chúng ta phải khổ sở vì nó. Thế khổ hai lần, thân bệnh tâm bệnh, đúng không? Cái thân này chúng ta phải xác định, chúng ta phải nhớ cái lời Phật dạy đã, nó là không phải ta, không phải của ta, không phải bản ngã của ta. Các vị hãy từ bỏ nó đi, từ bỏ nó đi thì các vị hãy được hạnh phúc. Các vị chưa làm được thì các vị hãy nhớ cái lời đó đã, phải theo cái lý thuyết đó, phải tin vào cái lời đó đã, rồi các vị sẽ thực hành. Chứ còn các vị tin ngược vào cái điều đó mà các vị đi thực hành để giải thoát là không có chuyện đâu. Hả? Lý thuyết nó dẫn đường như vậy, ta chưa làm được thôi, chứ còn chúng ta phải tin vào cái điều đó đã chứ. Hả? Chứ không tin vào điều đó mà bảo đi thực hành giải thoát thì làm sao mà giải thoát được? Phí thời gian. Hả? Chúng ta phải luôn 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 có cái điều đó trong trí óc của chúng ta. Con dáng chiến đấu với cơn đau ấy nhưng là không lại nó. Cái đó thì nhiều người, kể cả sư, hồi đầu thì sư cũng chiến đấu, cũng muốn chiến đấu, cũng muốn chiến thắng theo kiểu đó. Đấy không phải cách chiến đấu, không phải cách chiến thắng. Cũng Đức Phật cũng dùng cái từ đó, chiến đấu, chiến thắng, nhưng mà không phải là cách là làm sao gồng người, gồng sức lên rồi mà muốn nó làm sao biến mất đi. Hoặc là làm đấy thế. Mà chỉ bằng cách làm sao hiểu cái bản chất của nó, thì cái đó mới gọi là chiến đấu, cái đó mới gọi là chiến thắng. Tức là hiểu cái bản chất đó là, mà hiểu bản chất là hiểu cái gì? Nó chỉ là hiện tượng danh sắc sinh ra và diệt đi. Và nó không phải tôi, không phải ta, không của ta. Nếu mà là tôi, nó là tôi, là của tôi, nó là ta ấy, thì ta làm sao? Điều khiển được nó, đúng không? Ta điều khiển nó, ta ra lệnh được cho nó, đúng không? Hả? Biến đi, ta không thích cái cảm thọ này, ta không ưa cái cảm thọ này, biến đi, ra lệnh được nó không? Thì các vị phải chứng thực chứng cái chân lý đó ở đâu đó chứ ở đâu nữa. Chân lý đấy là gì? Vô ngã đó. Hả? Chân lý nó ở đấy nhưng các vị không thừa nhận nó, không chịu quan sát nó, không chịu chấp nhận nó. Và các vị đi tìm một cái gì đó muốn điều khiển, muốn ra lệnh, muốn điều hành nó. Không có cái chuyện đó. Thì cái chân lý nó có mặt ở đấy thì các vị cố gắng làm sao trực nhận cái đó nhé. Nó lộ lộ đó. Chân lý nó lộ lộ, nó hiển lộ trong tất cả mọi lúc, mọi nơi, trong mọi thời khắc nó đều hiển lộ. Có điều chúng ta làm sao? Chúng ta đi tìm cái gì đâu? Toàn đi tìm cái gì đâu? Hả? Muốn tìm những cái gì cao siêu, nó gì nó đâu đầu đâu. Ngay trong thân tâm mảnh từng sát na một, chân lý nó hiển lộ ở đó, thông qua mọi cái hiện tượng sinh diệt, thông qua mọi đau khổ nhức nhối thân tâm tất cả, thậm chí thông qua cả cái vui sướng hỷ lạc, nó cũng thông qua đó. Tất cả nó ở chỗ đó, chả có ở chỗ nào. Các vị chẳng cần phải đi tìm đâu rồi. Chả cần phải giác ngộ cái gì ở tận đầu, tận đâu. Không phải đọc trong cái đống kinh điển mà có thể thấy được, biết được chân lý ở đó. Cái đó là con hướng dẫn, con đường chúng ta thực hành thôi. Chứ không phải là chân lý nó nằm trong đống kinh điển đó. Kinh điển nó là cái lời chỉ dẫn để chúng ta thực hành, để thấy được chân lý thực
tế nó ở trong thân tâm chúng ta, trong từng sát na, có vậy thôi. Đến khi xả thiền thì nó hết thì đương nhiên rồi. Mà nó hết được một lúc rồi nó lại đau cái khác, có người đau cái nọ, đau cái kia. Cho nên các quý vị học ở đây để biết được là làm sao? Mọi việc nó đều là vô thường, nó có nhân, có duyên nhé. Ngồi thì đương nhiên là cái khổ nó hiển lộ, thay đổi đi một chút thì làm sao? Cái khổ nó bị che lấp đi. Ta lấy cái khổ nọ ta thay cái khổ kia có thế thôi. Lấy cái khổ đứng lên thay cho cái khổ ngồi thôi. Mà khi mới đứng thì thấy nó làm sao? Nó dễ chịu. Các vị đứng một tiếng, hai tiếng cho sư. Hả? Xem cái dễ chịu nó còn không? Chắc chắn nó lại hiển lộ rõ ràng lên rồi. Và ta lại phải đi tìm một cái khác thay thế vào đó, khỏa lấp cái đó là đi chẳng hạn, hoặc ngồi xuống chẳng hạn. Thế nên chúng ta phải hiểu cái bản chất của sự vật, rằng là chúng ta không có trốn được đâu đâu. Chúng ta có thể thay thế, chúng ta có thể khỏa lấp, trốn tránh được một lúc một nhát. Cái đấy có. Và đấy là cái phương pháp của thế gian người ta sử dụng. Người ta tìm mọi cách để trốn cái khổ đau đó, tìm cái hạnh phúc tạm thời đó nhé. Nhưng mà như bài trước, bài giảng hôm trước sư đã giảng là có ba loại hạnh phúc đấy. Chúng ta không từ chối cái hạnh phúc thế gian, chúng ta hãy tận dụng cái hạnh phúc thế gian đó, cái lợi, cái làm cái thuận duyên để chúng ta tu tập nhé. Tuy rằng là với cái thuận duyên đó thì đôi khi cũng còn khó hơn cả cái lúc mà khi có nghịch duyên. Nhiều khi nghịch duyên nó còn thúc đẩy chúng ta, nó còn thôi thúc, thúc ép chúng ta tiến lên. Chứ còn nhiều khi có thuận duyên đầy đủ là khó đó, chứ không phải không. Nhưng mà toàn là nghịch duyên cả mà khó khăn cực khổ quá thì chúng ta cũng không có tu tập được. Hay chúng ta hiểu cái điều đó nhé. Thì đấy là cái câu hỏi liên quan đến cái việc chiến đấu đối với nỗi đau. Bây giờ không chiến đấu nữa nhé, quan sát thôi. Đau thì ráng chịu để quan sát nhé, để quan sát biết nó. Khi nào đau quá thì đành rút lui thôi. Nhưng mà có trật tự để lấy sức chiến đấu. Lại dùng cái từ chiến đấu, nhưng mà chiến đấu ở cái theo cái cách làm sao? Để quan sát, dáng quan sát cái bản chất của nó nhé. Thế thôi nhé. Chứ cái từ thế gian thì nhiều từ, nhiều khi dùng nó cũng cái từ đấy dùng, nhưng mà có phải hiểu cái nghĩa của nó như thế nào nhé. Cũng là cái từ chiến đấu, nhưng mà chiến đấu theo kiểu gì? Theo kiểu gì nhé? Thì đây nó bằng chiến đấu bằng gì? Bằng trí tuệ. Trí tuệ vun bồi cái trí tuệ, thấu hiểu cái bản chất của cái đau đó. Rồi, thiền hành khi niệm bạch ngài cho con hỏi về thiền tọa và thiền hành. Thiền tọa thời gian đầu ngồi thì buồn ngủ, ai cũng buồn ngủ người nhiều người ít, nhưng dần về sau thì mới tỉnh. Các vị thấy như vậy thì các vị rút ra kết luận gì mới là quan trọng, chứ còn thấy như này thì ai cũng thấy, đúng không? Nó xảy ra mà, thì ai cũng biết, ai cũng thấy. Mà sư cứ nói cứ dùng cái từ là cái thấy cái biết con bò á nó cũng thấy cũng biết á hả. Nhưng mà chúng ta rút ra kết luận gì, chúng ta phản ứng nó như thế nào mới là quan trọng, mới là cái người của thiền minh sát nhé. Chúng ta biết rằng đây là vô thường, nó thay đổi, nó là có cái quy luật của thân thể, của thời tiết, ảnh hưởng của thời tiết, của thức ăn, của tất cả những thứ đó, thì nó sinh ra, phát sinh ra những cái trạng thái đó. Thậm chí của do cái tâm của mình nó lười biếng, nó chán nản, nó quen cái nọ thế kia, nó quen cái giờ đấy đi ngủ thì cũng vậy nhé. Thì nó cũng phát sinh ra cái đó. Chúng ta không đi tìm các cái giải thích các nguyên nhân làm gì đâu, nhiều lắm. Tí tỉ cái một chúng ta chỉ cần biết một số nguyên nhân chính thôi, chứ còn tí tỉ các nguyên nhân là chúng ta không thể nào biết hết được nhé. Một cái sự việc nó xảy ra là có đến muôn vàn trùng trùng duyên khởi, từ bao muôn vàn kiếp nó đến với chúng ta trong hiện tại, không có một cái gì đơn độc một nguyên nhân nào cả hết nhé. Chúng ta phải hiểu cái đó, đấy là trí tuệ đó. Trí tuệ hiểu về cái duyên khởi đó là trí tuệ đó nhé. Sau mới tỉnh khi thấy những hình ảnh trong đầu hiện ra, thì đó là cái, tại vì những hình ảnh này rồi thì cái buồn ngủ này rồi tất cả những cái thứ khác ấy, tất cả cái đó là thiếu cái tinh tấn khi chánh niệm, khi niệm thầm trong tỉnh nhé. Thiếu cái chánh niệm, khi chánh niệm một cách mãnh liệt, một cách niệm thầm một cách đều đặn rõ ràng mạch lạc của hướng tâm vào, thì những cái thứ này nó sẽ không xuất hiện. Nhưng nếu nó xuất hiện mà chúng ta ghi nhận và chúng ta lại quay lại thì nó bớt dần nhé. Còn cái chuyện nó xuất hiện là cái chuyện đương nhiên nhé. Nó là quả của cái nghiệp. Trong đầu hiện ra và phớt lờ nó đi, nhưng niệm hơi thở cũng mờ luôn. Lúc nó mờ, lúc nó rõ, cái chuyện đó là thường xuyên.
Không ai có thể giữ mãi liên tục được một cách rõ ràng được, trừ các vị bậc thánh, bậc thánh A-la-hán. Thế cho nên chúng ta mới phải làm sao? Ngồi đây mà tu tập chứ. Hả? Thế làm sao mà có ngay được kết quả là nó luôn luôn rõ ràng từ đầu đến cuối được, không có hình ảnh, không có phóng tâm, không có đau nhức, không có buồn ngủ. Thì có mỗi cách là tu tập cho đến khi trở thành A-la-hán, thì lúc đấy các vị khỏi phải buồn ngủ, các vị khỏi về hôn trầm tự nhiên, các vị khỏi phải phóng dật. Hả? Nhưng mà đến được cái đoạn đấy thì cũng còn nhiều công sức phải bỏ ra nhé. Và đa phần chúng ta thì chỉ có muốn tu một buổi, hai buổi, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm là muốn có ngay kết quả. Chắc chắn là Đức Phật cũng nói như vậy đó, là khi mà chúng ta tinh cần, tinh tấn và cái đầy đủ ba la mật thì chúng ta có thể chứng đắc trong vòng một tuần. Mà đa phần ở đây chúng ta đã hơn một tuần rồi. Hả? Cho nên làm sao? Việc chứng đắc đạo quả nó có thể xảy ra bất kỳ lúc nào đó. Hơn một tuần rồi mà. Bất kỳ lúc nào nó cũng thể xảy ra đó. Quý vị chỉ cần giữ làm sao? Chánh niệm liên tục thôi, tỉnh giác liên tục thôi. Quý vị hiểu ý sư nói không? Hả? Nếu không chánh niệm liên tục là bất kỳ lúc nào nó có thể xảy ra. Tại vì cái giáo, quý vị hơn một tuần rồi còn gì nữa? Hả? Bất kể lúc nào nó có thể ra nếu quý vị giữ được chánh niệm tỉnh giác liên tục nhé. Và nếu chưa được thì chúng ta lại phải tỉnh giác để làm sao? Ngay cái sát na tới này nó có thể nó xảy ra đó. Quý vị có thể đắc đạo thành thánh ngay lập tức được đó. Hả? Quý vị hiểu ý câu đấy chưa? Hả? Là phải thường xuyên liên tục, có vậy thôi. Hả? À, niệm hơi thở cũng mãi sau nó mới có thể quay về được. Như vậy vẫn thực hành đúng chưa sư? Thực hành đúng là sao? À, khi nào mà nhớ ra mà tỉnh ra thì là chánh niệm ngay lúc đấy, đừng có hối tiếc, đừng có gì cả, cái gì qua là qua nhé. Cái gì mà đã trượt là trượt, cái gì đã thất niệm là thất niệm, quên nó đi, đúng không? Chúng ta làm gì được với nó nữa? Ngay thời gian hiện tại chúng ta quay lại chánh niệm tỉnh giác thôi, lại niệm phòng xem và quay lại nó, thế là thực hành đúng, có vậy đó. Nhá? Chúng ta đừng có hối tiếc rằng là chúng ta tại sao chúng ta lại chưa chánh niệm trong lúc này, tại sao như kia, tại đã thất niệm là thất niệm, xong rồi bây giờ nhớ ra chánh niệm lại cho sư. Sư cứ lặp đi lặp lại là hãy làm lại ngay tại thời điểm đấy, có mỗi cái việc đấy thôi, chả có việc gì khác. Nhá? Không có bình luận, không có phán xét, không có tìm hiểu, không có gì hết đấy. Cứ chánh niệm trở lại cho sư thôi. Nhắc thầm là đang có gì, đang nhìn này, đang nghe này, đang ngửi này, đang nếm này, đang xúc chạm này, đang vui này, đang buồn này. Có cái gì đang xuất hiện, các vị niệm và các vị quan sát. Ngay lập tức cho sư, thế thôi. Thế là các vị quay lại trở lại cái thực hành đúng đắn rồi. Còn cái lúc nó đang phóng tâm, nó đang phóng dật, nó đang suy nghĩ, biên man, nó thầy nọ kia. Cái lúc đấy là nó thất niệm rồi. Thôi, chả có cách nào đâu. Hả? Kệ nó thôi, xong rồi thì thôi chứ làm sao mà quay lại cái thời gian để làm lại cái việc đó được. Làm lại là làm lặp lại cái hành động ngay tại thời điểm hiện tại này nhé. Thì đấy là cái để tiến hành. Khi niệm nhấc bước đạp, mỗi khi nhấc gót chân, lòng bần chân hết ngón chân cái, lúc này chân cảm thấy dễ chịu, dễ chịu khó chịu đều ghi nhận nhé. Bước chân lên cảm thấy nặng, rồi có thể thế, có người thấy nặng, có người thấy nhẹ. Hả? Quan sát kỹ, lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó mới rõ được có đúng như vậy không, hay là mình suy tưởng. Hả? Lặp đi lặp lại nhé, xem có đúng là mình thấy nặng không lần này. Mà đừng có tìm kiếm, đừng có áp đặt cho nó, nhiều khi mình cứ áp đặt đáp số cho nó rồi cuối cùng mình cứ đi theo cái đáp số đấy, cuối cùng nó chả phải là sự thật, nó chỉ là tưởng chi và thức chi ở đấy thôi nhé. Nhưng những lúc khác lại thấy nhẹ, đấy, lúc thì thấy nặng, lúc thì nhẹ, thì lúc nào là đúng? Để quan sát đi, quan sát lại nhiều lần đi chứ, nhé, nhiều lần thì nó mới rõ ra được, sư cứ nói đấy, cho nên nó phải, bây giờ nếu mà nhấc bước đạp một lần mà biết rồi ấy, thôi ngồi xuống nghỉ cho khỏe, khỏi phải tập nữa. Tại sao chúng ta cứ nhấc lại bước lại đạp, xong lại nhấc lại bước lại đạp, suốt một tiếng mà không phải mỗi một tiếng, hết giờ thiền hành, hết ngày này sang ngày khác, ở trên cái khóa thiền ấy, hai tháng, hai thì còn những con vị đi tu cứ 2-3 năm liền cũng vẫn cứ tập. Hả? Vì sao? Quan trọng là cái sát na hiện tại đó, cái tâm hay biết nó có mặt không, trí tuệ nó có hay mặt không, còn cái người ta đã biết rồi nó đã qua rồi. Hả? Nó không còn, nó đã qua rồi, chúng ta không thể bám víu vào những cái hiểu biết trước nữa, chúng ta phải có cái hiểu biết trong sát na hiện tại. Hả? Chúng ta phải bám vào được cái sát na, sống trong hiện tại nó là như vậy đó,
sống trong sát na hiện tại là như vậy rồi nhé, chứ không phải trước là chung chung hay thế này. Như vậy do tâm con còn tưởng tượng phải không? Đúng rồi, tưởng tượng nhé. Tôi quay lại cái làm lại cho sư. Con kính thưa sư, xin thư hoan hỷ dạy chúng con một vài hiện tượng thôi, à thân tâm khi hành thiền. Hiện tượng ngoại nào là biểu hiện việc hành thiền đúng, thể hiện sự tiến triển không có gì trở ngại. Cái chữ không có gì trở ngại các vị quên đi cho sư. Thường xuyên các vị sẽ gặp trở ngại, thường xuyên tham sân hôn trầm thụy viên trạo cử hối tiếc, nó sẽ có mặt. Chướng ngại của tâm có mặt, chướng ngại của thân, bệnh tật đau nhức có mặt. Hả? Các vị đừng có mong không có trở ngại, không có trở ngại các vị tu tập cái gì? Hả? Các vị thành thánh rồi còn gì nữa? Hả? Các vị đi giảng cho mọi người thôi chứ còn sao nữa? Hả? Cho nên đừng có mong làm sao, không có trở ngại. Cái trở ngại đấy là chính cái phải nhận thức, phải làm quen, phải đối diện và phải vượt qua bằng trí tuệ. Nhắc lại chứ phải nói đã vượt qua, đã chiến đấu để phải bằng trí tuệ, chứ không phải bằng bất kỳ một cái phương thức nào khác nhé. Trong đạo Phật là chỉ có trí tuệ là tối thượng, là rốt ráo. Còn nhiều cái phương pháp khác nữa tất nhiên là nó có tính chất tạm thời, nó vẫn có tác dụng. Sư không có thời gian sư giảng như là hay là bài giảng ngày hôm qua của ngài sư cả đó, có nói đến ngoài cái tri kiến ấy, cái hiểu biết trí tuệ đó thì còn có kham nhẫn, có cần thọ dụng, rồi có cần tinh tấn, rồi có những cái pháp đấy đều là pháp hỗ trợ tốt cả nhé. Hỗ trợ nhưng mà cái rốt ráo cuối cùng vẫn phải vượt qua một cái rốt ráo bằng trí tuệ nhé. Để thì các vị hiểu cho như vậy thì hiện tượng loại nào là biểu hiện việc hành thiền đúng cách? Có ai nói cho sư thế nào là hành thiền đúng cách không? Hả? Các vị phải từng sát na mà trả lời chính xác và làm đúng được theo cái lời trả lời đối với câu hỏi cái gì các vị phải quan sát. Các vị phải quan sát nó như thế nào? Các vị phải quan sát nó để làm gì? Như vậy là các vị mà làm được đúng như vậy tức là các vị đang hành thiền đúng. Có vậy không? Hả? Nhưng có điều các vị giảng nhưng các vị quên cho nên nó không thực hành được, cho nên sư cứ nhắc đi nhắc lại các vị phải nhớ là vì vậy đó nhé. Biết thôi chưa đủ, biết xong nó quên là không thực hành được. Tại cái thực hành là cái nó đang có trong trí óc của chúng ta. Hả? Cái lời của sư dạy giảng dạy, lời chỉ dẫn, các cái hướng dẫn, các điều chỉ dẫn các vị nhớ, các vị thực hành theo đấy là các vị đang thực hành đúng. Còn các vị nhớ đến lời của người ông hàng xóm, bà hàng xóm hoặc là tự của chính mình nghĩ ra đó là các vị đi sai đường, có vậy thôi. Còn đã đi học thì phải theo lời hướng dẫn của người thầy, có vậy thôi. Còn nếu mình tự thấy rằng không cần của lời thầy nữa thì đấy là chuyện của các vị tùy. Các vị có thể tự học được, tự thế nào thì đấy là cái phước của các vị. Các vị cứ thế mà làm, có phải vậy không? Có ai bắt các vị phải theo thầy đâu? Người thầy chỉ là người chỉ đường thôi. Các vị có thể tin hay không tin, có thể làm theo không thôi. Đức Phật nói Như Lai chỉ là kẻ chỉ đường. Người nào đi thì đi, người nào tin thì tin, người ta làm để đến đích thì là cái chuyện của người đó. Các vị không nhất thiết phải làm, phải có thầy. Nhưng các vị cũng phải ý thức được nếu không có thầy thì nó sẽ như thế nào. Thế thôi. Rồi các vị phải tự quyết định thôi chứ. Ai quyết định thay cho các vị được, ai bắt được các vị được. Đúng không? Các vị phải quyết định và các vị phải sống chịu trách nhiệm với cái quyết định này của mình. Thế thôi. Nhá. Như vậy là câu trả lời là hành thiền đúng, thế nào là sự tiến triển tốt đẹp là phải tuân theo ba cái câu đó một cách chính xác. Biết chính xác là trong khi thiền hành thì nên có một đối tượng chính. Trong trường hợp này của ngài Maharshi dạy thì là chuyển động phòng xẹp. Các cái vị thầy khác có thể có một cái đề mục khác, không sao cả. Các vị phải có một cái đề mục để các quan sát. Và cái đề mục đấy phải là chân đế nhé, hoặc danh hoặc sắc thì mới là thiền minh sát. Còn nếu là tục đế thì không phải là thiền minh sát nhé, mà có thể là samatha nhé. Thứ hai là các vị phải quan sát cái đối tượng nó một cách gì? Liên tục tỉ mỉ, thế thôi. Và trong thiền minh sát thì cái mục đích của nó để làm gì là thấy được bản chất. Còn trong thiền samatha là mục đích của nó là tâm tĩnh lặng, có được cái tướng nimitta đó, tướng đó để tâm nó trụ ở trong đó, tâm tĩnh lặng. Đó. Thì nó khác nhau những cái như đó. Cho nên chúng ta đang thực hành thiền minh sát thì chúng ta phải biết chúng ta thực hành để làm gì, để thấy được cái bản chất sinh diệt của. Hỏi đi. Thầy
chúng ta đang ở trong giai đoạn đầu tiên là bằng cái sự quan sát đó, bằng cái hiểu biết đó, dần dần nó hiển lộ rõ ràng đối với chúng ta đâu là danh, đâu là sắc. Một trong những cái, nhưng mà ngay đầu tiên thì chúng ta khi tu tập ấy, chúng ta không cần nói à đây là danh, đây là sắc gì cả đâu. Tự khắc nó biết rồi, tự khắc nó hiểu biết rồi. Không có đi, không có mà nó mà nói mà đây là danh, đâu là sắc, là biết ngay đây là cái gì. Cái tâm nó đang nói chuyện, cái tâm nó đang nhắc nhở mình, nó đang thế nọ thế kia, nó đang bày trò đó. Nó mà nói là đây là danh, đây là sắc, đây là vô thường, đây là khổ, đây là ngã, đây là cái tâm nó đang nói. Và sư cứ nói đấy là tưởng chi và cái tuệ thức chi của vị nó lên tiếng đó, chứ không phải tuệ chi nó chả cần tiếng ngôn ngữ gì hết đâu, nó biết ngay lập tức. Và cái đó thì sau này các vị sẽ nhận ra khi nào nó là tuệ chi thật sự, các vị sẽ nếm được hương vị pháp bảo khi mà các vị thật sự mà nó có cái tuệ chi đó nhé. Tất nhiên cái thân nó không đau thì tâm nó dễ chịu, và chính vì thế mà thế gian này người ta chạy theo cái cách đó, làm sao mà giảm cái đau, trốn cái đau đó, trốn cái khổ đó, chỉ tìm cách trốn chứ không đối diện nhé. Theo dõi, đúng rồi, cứ ghi nhận thôi, theo dõi cả lúc đau cả thấy lúc dễ chịu, và đấy dần dần phải theo dõi lâu dài, dần dần nó cũng thấy nó chả có ý nghĩa gì cả, kể cả đau kể cả không đau nhé. Nó cũng chỉ là cái cảm giác nó như vậy. Đến một lúc nào đó, đến lâu dài về sau các vị sẽ thấy, nhưng bây giờ thì các vị hay tìm kiếm những cái dễ chịu, trốn tránh những cái khó chịu, cho nên cứ nhúc nhích hoài ấy nhé. Sư nói nhúc nhích là để chúng ta thẳng lưng lên, có tinh tấn, chứ không phải là để cho nó bớt đau nhé. Còn nó mà bớt đau thì cũng ghi nhận nó là bớt đau thôi, không có sao hết nhé. Nó là cái hiện tượng nó xảy ra như vậy, và chính đó là chúng ta phải đổi ý rằng là à, nó vô thường, tức là lúc này thì là đau, lúc này là không đau, nó không đau nữa. Nếu mà nó thay đổi thì nó hết đau là có nhân duyên, có nhân có duyên, không phải vô cớ mà nó hết đau, không phải tất cả nó có nhân duyên của nó nhé. Thì cái trí tuệ đầu tiên mà chúng ta phải thấy được mà khi mà chăm chú như vậy là phân biệt rõ được danh sắc, nhưng mà không phải bằng cách là chúng ta nói là cái tâm nó nói trong đầu ấy là đây là danh, đây là sắc, đây là thân, đây là tâm, đây là khổ, đây. Cái đó thì lại là cái gì? Cái tâm đang nói, mà các vị phải ghi nhận được đấy là suy nghĩ, suy nghĩ, bình luận hay là cái gì đó, và biết đấy là cái tâm nó khởi lên, nó sinh ra, nó diệt đi, thì chính các vị đang phân biệt được, chính bằng cách đó mới thật sự các vị phân biệt đấy là danh nhé. Còn cái tâm mà nói đây là danh ấy, thì đó là cái cũng là cái lời nói của tâm, mà các vị không ghi nhận được nó, có nghĩa là các vị lúc đấy không thực hành, mà các vị đang hí luận nhé. Hiểu không? Có phân biệt được cái hai cái đó, cũng là cái thấy biết là danh thôi, mà đằng nó nói trong đầu, mà đằng là tự nó thấy cái sinh diệt của cái danh đó nhé. Nhưng mà cái đó phải một thời gian nữa, các vị cứ chăm chú để ý thôi, đừng có tìm kiếm, đừng có cố hiểu biết, đừng có phân tích, đừng có bình luận cái gì hết á. Cứ biết nhấc là nhấc, đạp là đạp, nhẹ là nhẹ, nặng là nặng, cứng là cứng, mềm là mềm, biết ngay lúc đấy nó hiến, nó sinh, nó diệt, cho hết nhé. Càng ngày càng lâu thì nó sẽ càng rõ ra. Không cần ngôn ngữ gì đâu, những lời giải thích này là thực ra là các vị ở đây mới tập cho nên cứ thích nghe giải thích là chính. Sư nói thẳng đấy, giải thích nó không giúp được các vị gì cả. Các vị cứ thực hành cho sư thôi. Mặc dù các vị chả thấy gì, các vị ghi nhận chả thấy gì cho sư. Đấy là các vị cái biết của các vị đó. Cái biết thực sự của các vị là các vị tôi chả thấy gì cả. Thì đấy là cái biết của các vị đó. Các vị còn bây giờ mà sư nói các vị nghe, các vị gần đầu là cái biết của sư. Các vị đồng ý với cái biết của sư. Hai cái nó khác nhau nhiều lắm. Một cái của mình, một cái của sư nó khác nhau lắm. Cái của mình nó mới giúp được cho mình, chứ cái của sư thì nó chỉ giúp cho mình hướng vào tâm vào cái tu tập thôi thì mới được. Chứ còn lấy cái đó làm kiến thức thay cho của chính mình thì không dùng được. Hiện tượng như thế nào là đáng lo ngại? Cần phải thay đổi cách thiền. Nhiều thứ đáng lo ngại lắm. Hỏi câu này thì hơi chung chung thì sư cũng không biết trả lời. Nó nhiều chướng ngại, tất cả những cái chướng ngại đó nó đều là nếu mà chúng ta không có thái độ đúng mà ứng xử với
tham sân hôn trầm thị uyên thiệu khẩu hữu thước, mà chúng ta lo lắng sợ hãi, chúng ta né tránh hay chúng ta không biết cách đối trị ấy, thì đó thì là đáng lo ngại. Còn cái bình thường là chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta cách phát hiện ra vấn đề có mặt đúng thực chất của nó nhé. Tham thì biết tham, không tham biết không tham, sân biết sân, không sân không biết sân, tham sân si hôn thẩm thị nguyên thẩm cử hối tiếc cũng có mặt, phải biết nó có mặt, biết nó có mặt rồi, biết nó không có mặt rồi, phải biết cách sao, chưa đủ, phải biết cách sao đối trị với nó. Đối trị với nó, đối trị bằng cách nào? Trong thiền minh sát thì có mỗi cách đối trị duy nhất là nhận biết, ghi nhận cái sự sinh diệt của nó mà thôi. Còn ở các cái pháp hỗ trị khác thì nó có nhiều phương pháp lắm. Ví dụ chống hôn trầm thụy miên ấy, nó có nhiều phương pháp. Ví dụ như là ta phải có thái độ đúng đắn. Nhắc lại cái tranh thủ lúc này nói về cái hôn trầm thụy miên có 7 cái, 8 cái bước mà có thể khắc phục. Một là có phải có thái độ đúng đắn, phải thay đổi thái độ. Các vị có phải có một thái độ đúng đắn khi có ngồi xuống thiền, các vị phải có một thái độ đúng đắn rằng là ta sẽ chắc chắn không để cho hôn trầm thụy miên khuất phục. Thái độ dứt khoát như vậy, làm được hay không làm được chưa biết, đúng không? Nhưng ta phải có thái độ dứt khoát như vậy. Ta không chịu thua nhà ngươi. Nên lại nói chiến đấu ấy. nhưng mà phải dùng một cái từ. Nhưng không có nghĩa rằng là làm sao? Cũng có lúc nó đánh được mình, cũng có lúc nó thắng được mình, nhưng mình không bao giờ chịu nó. Nói thẳng như vậy. Các vị có rơi vào tình trạng như thế bao giờ không? Bây giờ ta yếu thật đấy, ta kém mày thật đấy, mày hành hạ được tao vậy, nhưng thể nào tao cũng có dịp tao nghĩ ra cách để tao trị lại mày. Hả? Các vị có hiểu cái cách đấy không? Cái thái độ nó quyết định lắm. Còn cái thái độ đầu hàng, đầu thôi nó khỏe lắm, nó chịu rồi, ta không có cách nào. Thế thôi, không sao cả, các vị mãi mãi làm nô lệ thôi. Hả? Mãi mãi làm người kẻ thua cuộc, có vậy thôi. Thế thôi. Và không ai bắt các vị trở thành người chiến thắng cả nếu các vị không muốn. Không ai bắt được các vị hết á. Không ai đi bắt các vị phải giải thoát, không ai các vị phải đi tu để thoát khổ hết á. Tự các vị thôi, quyết định đấy. Nhá. Mà nếu các vị muốn đi thì có con đường này Đức Phật chỉ cho mà đi. Vậy thôi. Không ai bắt được sư ở đấy, không mời, không kéo, không lôi, không kéo, không trèo, không néo gì cả. Không có khuyến khích, không có động viên theo cái nghĩa rằng là ép buộc các quý vị làm gì. Trên trong tất cả các cái thông báo của sư chỉ có thông báo khóa thiền, sư không bao giờ mời quý vị đến thiền cả. Các vị có hiểu không? Sư không có mời đâu. Các vị tự lo bản thân, các vị đến đây, các vị có lợi đến thì đây có cơ hội này, các vị đến đi. Cho nên là sư là, mà bên kia cũng vậy đấy. Ai đi làm thiện pháp, ai đi làm hủy phước, cúng dường, bố thí các thứ đó, làm sao? Đây có cơ hội đây này. Các vị có làm hay làm mà không đến đâu, không phải. Nào là kêu gọi tất cả mọi người hãy thế nọ, hãy thế kia đó. Thế đấy cũng được, không sao. Nhưng mà theo cái cách mà chúng tôi đó, là các vị phải ý thức được cái trách nhiệm, cái quyền hạn, cái nghĩa vụ, cái quyền lợi của mình khi tham gia những việc đó. Và các vị chịu trách nhiệm. Còn con đường mình sẽ có người chỉ cho các vị. Sẽ có người chỉ cho các vị. Nếu các vị muốn, bao giờ có người chỉ ra con đường cho các vị. Thì ở đây có cái nhắc là cái hôn trầm thụy miên ấy, thứ nhất là phải có thái độ dứt khoát. Rồi thì là có cách thứ hai, ví dụ như là nhớ đến ý nghĩa của một đoạn kinh nào đó. Thì là nhớ lúc đấy nhé, khi mà hôn trầm thụy miên các vị đừng có cố mà theo dõi phòng xẻ. Tại vì các vị cứ hiểu thiền có nghĩa là nhắm mắt rồi theo dõi đối tượng. Nhưng chúng ta hiểu theo nghĩa rộng, hành thiền có nghĩa là vun bồi các cái tâm sở tích cực, tín, tấn, niệm, định, tuệ, nó phát triển. Nó khống chế cái tâm của chúng ta. Trong lúc chúng ta không thể định được thì chúng ta hãy phân vun bồi cái gì? Tín tâm, tức là lời dạ giảng của thiền sư, của Đức Phật. Tinh tấn, tức là ham nhẫn chịu đựng, tinh tấn, đúng không? Tất cả những yếu tố đấy. Rồi thì chánh niệm, ghi nhận cái điều đó. Thì chính cái đó nó sẽ hút về sau, nó sẽ trở thành yếu tố để nó hỗ trợ cho phát triển niệm và định chứ. Chứ bây giờ chúng ta cứ nhảy bổ và định ngay lập tức, tức là theo dõi phòng xẹp đó, trung tâm trên đó. Mà chúng ta đang buồn ngủ đó, không cần thiết, không có đủ sức để làm, đừng làm việc đó. Mà không làm việc đó không có nghĩa là chúng ta không thiền. Chúng ta có thể mở mắt ra, xác định cái tâm là ta không chịu thua mày, ta không rơi vào buồn ngủ. Rồi sao? Rồi nếu mà vẫn chưa giải quyết được thì chúng ta làm sao? Nhớ lại ý nghĩa của một đoạn kinh.
Hoặc là trong trường hợp khác nữa mà vẫn chưa giải quyết được thì chúng ta nhẩm lại những đoạn kinh nào đó, một cái bài pháp nào đó thuộc lòng ấy, mà chúng ta hãn thuộc chưa thật thuộc lòng, chúng ta nhẩm đi nhẩm lại. Rồi sao nữa? Nếu mà không chưa được ăn thua thì nào sao? Mở mắt ra, dụi mắt, xoa mặt nhẹ nhàng thôi, đừng làm ảnh hưởng đến người khác nhé. Véo tai vô tiếp, nhỏ nước mắt, nước mắt á, cái nước mà nước sát trùng mắt á, thuốc mắt á. Tất cả những biện pháp chúng ta làm, bất kể cái biện pháp nào, miễn là chúng ta làm sao không đầu hàng cái phong trầm thủy niệm, không chịu thua nó, có vậy thôi. Làm cái gì thì trong những cái phương pháp này, các cái biện pháp này các vị. Còn trong trường hợp nữa là các vị có thể nhìn, mở mắt ra nhìn vào ánh sáng, nhìn lên ra ánh sáng nhé. Nhìn ra ánh sáng thì đấy là có bao nhiêu, cũng như bao nhiêu cách rồi. Một là thái độ này, dứt khoát này, hai là hiểu nhớ lại một ý nghĩa của đoạn kinh này, ba là nhẩm thuộc lại cái một đoạn kinh nào đấy này, bốn là dụi mắt mắt xa này, năm là nhỏ nước mắt gì đấy, nhìn ra ánh sáng này, gì nữa, cùng lắm là đứng lên, đứng lên và đi kinh hành. Nhưng mà trong các giờ khóa thiền ấy, thì người ta không cho phép được các vị đi thiền hành, các vị hãy đứng lên thôi nhé. Ở nhà các vị thoải mái, buồn ngủ cái giờ đấy các vị đừng có ngồi nhé. Có một lúc nó vậy mà, thì đừng có cố ngồi làm gì cả, đứng lên, miễn làm sao ta sẽ trụ được một tiếng đồng hồ và không đầu hàng, không rơi vào buồn ngủ, có vậy thế là ta chiến thắng rồi hả? Có hiểu không? Và cái cuối cùng, nếu mà tất cả những biện pháp trên mà không được có hiệu quả thì chúng ta làm thế nào? Đi ngủ cho khỏe. Chúng ta làm hết cách rồi và cái cơ thể nó cần như vậy thì thôi, chúng ta tạm một hôm như vậy, tạm một buổi như vậy nhé. Nhưng mà chúng ta đấy, để chúng ta biết là chúng ta tu hành cũng có lúc rất là cương quyết, cũng có lúc là quyết tâm, nhưng mà cũng có cái trí tuệ hiểu biết rằng là lúc nào cái tâm nó đến cái mức nào và cái thân của mình. Có khi hôm trước là chúng ta lao công nhọc sức nhiều quá, hoặc là ăn no quá, hoặc là mệt quá, thì cái thân nó không chịu đựng nổi, thì nó bắt buộc nó cứ lăn nó ngủ chả cách nào hả? Thì lúc đấy thì thôi, cũng phải chấp nhận cái sự thật nó như vậy nhé. Chúng ta cũng không có cưỡng cầu quá đáng, có quyết tâm, có giúp mạnh, nhưng mà cũng có mức ở trong một từng giai đoạn, từng trường bậc, chúng ta không đừng làm căng quá, nó đứt dây đàn nhé, đứt dây đàn. Để chúng ta được một buổi rồi còn 10 buổi sau sợ quá không dám ngồi thôi, thế tự nhiên nó bỏ phí cái cơ hội. Các vị hiểu không? Thì đấy là cái Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con được nghe sư giảng rằng mọi điều trên đời đều là khổ và có tính tạm thời vô thường. Từ đó con hiểu rằng không nên ham muốn bất cứ cái gì và cũng không nên mưu cầu hạnh phúc. Hả? Sư có nghe cái bài giảng hôm trước của sư không? Mưu cầu hạnh phúc là đương nhiên chứ, nhưng mà đừng có làm sao, đừng có tham đắm đuối vào đó. Vì chúng ta phải hiểu đấy là những cái cần thiết, điều kiện cần thiết, những tạo duyên cho chúng ta. Chứ còn chúng ta có ngược lại trong đau khổ quá đấy, cực khổ quá, bệnh tật quá đấy, không ăn có gì ăn uống, phải lao công, các vị không tu được đâu. Đó, phải có thuận duyên chứ. Thuận duyên là gì? Đầu tiên phải làm người đó chứ, làm trâu làm bò đố các vị tu được đó. Hả? Làm người thì tất nhiên là hạnh phúc hơn là súc sinh chứ. Hả? Tại sao lại không mong cầu cái điều đó? Hả? Phải mong cầu chứ, nhưng mà chúng ta mong cầu để làm gì, mục đích gì mới là quan trọng nhé. Đây điều chỉnh cái tư duy đấy cho các quý vị, tất cả chúng ta cùng nhé. Có hạnh phúc của thế gian cần phải tìm cầu để nó làm nhân duyên chúng ta tu tập, có hạnh phúc của tái sinh vào cảnh giới tốt đẹp làm nhân duyên để chúng ta tu tập, có hạnh phúc tối thượng để chúng ta theo đuổi và thành tựu viên mãn. Tất cả những cái đó, hai cái phần đầu thì không phải là thánh cầu, cái hạnh phúc tối thượng mới là thánh cầu, tầm cầu tối thượng. Nhưng hai cái sau gọi là tầm cầu, nhưng mà không phải tầm cầu theo cái nghĩa rằng là mưu cầu, theo cái nghĩa là chúng ta sẽ lấy đó là mục đích tối thượng, mà chúng ta làm sao mong muốn có một cái điều kiện thuận duyên để thực hành nhé. Cho nên là cũng cái từ đó nói là không tầm cầu thì cũng có phần đúng, nhưng mà hiểu cách rốt ráo không tìm cầu theo cái nghĩa rằng là không đắm say coi đó là duy nhất và cái giải thoát,
cái phương tiện giải thoát cho các vị bằng cái hạnh phúc thế gian và hạnh phúc tái sinh, nó không đem lại cái lời giải rốt ráo cuối cùng cho sự đau khổ của quý vị. Các vị nhớ cho sư cái điều đó nhé. Tức là cũng có, không phải từ bỏ, nhưng mà cũng không phải đắm đuối, đắm say vào bằng hết sức. Mà chúng ta hiểu rằng là có điều kiện thì chính đáng thì chúng ta vẫn làm. Ví dụ như là công việc mà có điều kiện thì vẫn làm sao? Làm giàu, có điều kiện, có nhân duyên do các kiếp trước chúng ta đã làm các thiện nghiệp, và bây giờ cái phước báo nó hội tụ lại, nó có cơ hội làm ăn một cách chính đáng thì chúng ta cứ làm ăn chính đáng. Chúng ta đừng có dùng sức mạnh, dùng cái mẹo rồi dùng thế nọ thế kia để chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt làm giàu cách phi pháp thì là không được. Nhưng mà có cái tiền của đấy rồi thì chúng ta dùng vào việc gì mới là quan trọng? Hả? Chúng ta hỗ trợ tăng đoàn, rồi thì hỗ trợ Phật giáo, hoặc là giúp trợ người nghèo thì các thứ, cái đó là cần thiết, tạo dựng cho một cái cuộc sống giúp cho mọi người nhé. Cho chúng ta đừng có đi vào cái cực đoan, bất kỳ cực đoan nào đều tránh nhé. Và chúng ta hiểu rõ cái mục đích rốt ráo, mục đích tạm thời, phải phân biệt rõ cái điều đó cho sư. Có cả hai mục đích tạm thời và mục đích rốt ráo nhé. Trong lúc chưa đạt được mục đích rốt ráo thì chúng ta phải nương theo những cái điều kiện thuận lợi để chúng ta tiếp tục con đường của chúng ta. Vì hạnh phúc cũng chỉ là thoảng qua, cái đó thì đúng rồi. Con hiểu như vậy có đúng rồi, đúng rồi. Cụ thể trong trường hợp con là sinh viên mà mới tốt nghiệp, vậy con có nên sống tham vọng và giàu lý tưởng để rồi nhận lấy điều khổ đau không ạ? Hả? Đã hiểu được như trên rồi thì làm sao? Làm sinh viên mới ra trường thì cố gắng phải nỗ lực, mà thực mình ở vị trí nào phải cố gắng hết sức mình làm ở vị trí đó, và dành thời gian để có điều kiện nhé. Đừng có tham quá, tại vì nếu mà tham quá thì chúng ta chả có thời gian để mà học hành tu học để giải thoát được đâu. Nhưng mà nếu mà không có điều kiện vật chất, trừ phi các vị đi tu đi xuất gia có người trung cấp, nhưng mà nữ thì thường là hay khó. Nữ, cái đời sống của các tu nữ thì rất khó khăn vất vả, tại vì cái không được như các chư tăng. Hoặc chư tăng có đoàn vất vả rồi nhưng nó vẫn còn có người cúng dường rồi thì là thế nọ thế kia nhiều, chứ các cái nữ tu là cuộc sống cũng rất khổ, rất là thiệt thòi. Cái phái nữ thì rất vô cùng thiệt thòi, cho nên là các vị không phải là cứ đi tu là người ta cứ đến cúng dường nuôi các vị ăn đâu. Các vị phải chấp nhận rằng là cũng rất khổ sở đó, khổ sở đó. Cho nên các vị nếu mà ở tại gia thì vẫn có thể tu tập được, tất nhiên là nó tất người tại gia vẫn có trở thành đắc a la hán chứ không phải là không, nhưng mà nó có những cái đặc thù riêng của nó, thì ở mỗi cái hoàn cảnh nào chúng ta phải tìm ra cái cách thích hợp nhất, chứ không có lời giải chung cho tất cả mọi người nhé. Mặc dù về mặt thông thường theo lời Đức Phật dạy thì đi xuất gia vẫn là cái cơ hội, cái điều kiện lý tưởng nhất. Nhưng trong trường hợp mà chúng ta vẫn còn có cái nhiều trách nhiệm, nhiều cái duyên nghiệp này nọ mà chúng ta vẫn có thể tu tập tại gia, thì trong lịch sử có rất nhiều người tại gia vẫn tu tập, vẫn thực hành đúng đắn và được chứng đắc được các đạo quả, trở thành các bậc thánh. Cho nên các vị không có lo cái điều đó nhé. Nhưng có điều là chắc chắn là đừng có quá tham nhé. Quá tham, tại vì cái tham đấy thì sẽ nó không phải là cái chúng ta hiểu đấy là cái phương tiện thôi. Cho nên là có nhiều chúng ta cũng không dùng hết đâu mà. Người giàu ấy cuối cùng thì đi khi chết thì cũng lại di chúc trở lại, người nào tử tế thì giúp làm từ thiện, còn nếu không lại chia con cái nó phá. Chào. Nếu như không còn ham muốn danh vọng tiền bạc, con không biết nên bám vào đâu? Bám vào có giải thoát cho chính mình rồi đau khổ đó. Hả? Phải bám vào đâu chứ? Bám vào bát thánh đạo ấy. Hả? Trên con đường mà chưa đến được cái đích ấy, phải bám vào một cái phương tiện nhé. Mà phương tiện của chúng ta ở đây là bát thánh đạo đó, phải bám vào đó. Có nhiều vị bảo không cần phương pháp gì cả, không cần hay bám vào để bảo chấp pháp. Đối với vị không chấp pháp mà các vị giải thoát được đó. Các vị trên giữa biển khơi đó mà các vị không ở trên bè, các vị phá bè, các vị nhào ra biển, các vị bơi, đối với vị bơi rồi sang bên kia. Hả? Cho nên nghe những ba cái vị chả thực hành bao giờ, các vị nói thì hay lắm. Không có chấp pháp này nọ. Chừng nào các vị mà chưa được qua bờ bên kia, các vị hãy bám chặt vào
giáo lý của Đức Phật bắt thánh đạo cho sư, còn sang đến bên kia các vị muốn làm gì với nó thì tùy. Hả? Nhưng nào chừng nào chưa được sang, chưa phải là A-la-hán, các vị đừng có nói chuyện với sư được, các vị bỏ pháp, không chấp pháp nhé. Cho nên là chúng ta cứ phải rành mạch với nhau như vậy. Còn ai muốn nói gì thì thôi được, các vị không chấp thì tùy các vị nhé, không có chuyện của chúng tôi nhé. Còn tôi là cứ phải bám cho đến khi sang được bên cửa, đến bên kia tự khắc nó bỏ, chả phải mình phải hô hào gì cả. Tại vì bản thân cái gì đắc đạo ấy nó cũng là sự buộc bỏ rồi, cho nên chả cần phải hô hào được chẳng mình. Còn bây giờ toàn hô hào, ô khẩu hiệu xuông, chả ăn thua gì. Kính bạch sư, sau khóa thiền về nhà con có thể dạy các đứa con đi thiền hành theo mẹ được không? Được chứ sao không được, dạy nó tập trung chú ý, chánh niệm tỉnh giác tốt, không có sao ấy. Dần dần từ bé quen cái thói quan sát các cái hành động, các hành vi của nó quan sát rồi tự nó phân biệt được đúng sai tốt xấu dần dần. Không quan sát được thì không phân biệt được, quan sát được thì bắt đầu sẽ có ý thức được đúng sai tốt xấu nhé. Đi nhanh đi chậm như nào tự nó khác biết. Rồi thì là nói năng to nhỏ như nào tự khắc nó biết thì tự nó điều chỉnh được. Nếu không thì nó cứ vô tư. Vô tư theo kiểu đấy thì gọi là vô giáo dục. Còn được huấn luyện thì nó khác. Người có tâm huấn luyện, Đức Phật nói là cái tâm này không có cái tâm nào mà lại phá dư là cái tâm không được huấn luyện, và không có cái tâm nào có ích lợi to lớn như là cái tâm được huấn luyện. Không có cái gì so sánh, không có thể nghĩ bằng. Người tu có nghe chính trị được không? Nhất là đang có cuộc chiến tranh Mỹ Trung. Hả? Nghe thì có nghe, vấn đề là mình nghĩ cái gì ở trong đó. Mà tốt nhất là đừng nghe, nó phiền, nó đỡ phải nghĩ. Còn nghe thì nếu mà chẳng may phải nghe thì chuyện của chuyện đấy của mỗi người. Nhưng mà theo Đức Phật thì Đức Phật nói là quý vị cứ tránh nghe, tránh bàn luận những cái việc của thế gian càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. Thôi hôm nay chúng ta dừng ở đây, vì đến giờ trưa. Chúc các quý vị có thêm được cái chi kiến.